mềm mại một xíu là được rồi, du dương theo. Của công ty Thang Máy, rất vui hôm nay được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Em là làm công việc đó ở đâu? Em hiện tại làm xung quanh Sài Gòn anh ạ. Sài Gòn thôi? Dạ. Quê em ở đâu? Quê em thì ở ngoài Bắc, ngoài Thái Bình. Nhưng mà gia đình vào trong này được 20 năm rồi. Ồ, vậy tức là gia đình ở đây hết rồi? Dạ vâng, ở đây hết rồi. Mời em giới thiệu. Lời nói đầu tiên là cho em xin phép xin chào cả nhà mình tại trường quay Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, cùng với anh bạn cùng quay bên phía tấm màn bên kia. Em tên là Đỗ Thị Hà My, năm nay em 24 tuổi. Em đến từ Tiền Giang và hiện tại là em đang công tác tại phòng sale marketing của công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên từ thứ Hai đến thứ Sáu. Còn dịp cuối tuần thì em làm cộng tác viên tại công ty tuyến Mekong tại Tiền Giang và Bến Tre. Em làm hướng dẫn viên ở dưới. Là coi như cuối tuần là mình đi về quê làm. Dạ đúng rồi. Cô gái của trẻ mà năng động trong công việc. Dữ luôn, làm rất tốt. Sài Gòn xong rồi cuối tuần về Bến Tre làm nữa. Giỏi quá vậy em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mọi người xung quanh nói em là người rất là hòa đồng, nói chuyện với người lớn thì rất là dễ bắt chuyện. Còn nhược điểm của em là rất là nóng tính. Còn cái tình trường thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ em trải qua một mối tình. Thời sinh viên em thì nóng tính, mà người đó thì chịu, cứ im im lìm lìm vậy đó. Cái cuối cùng một ngày đẹp trời họ điện về cho mẹ em và nói là bác ơi con chịu My hết nổi rồi, tính của My nóng quá, con chịu không nổi. Thế là chia tay. Rồi từ đó đến nay là ở không? Dạ. Thế bây giờ mình đã rút được cái kinh nghiệm chưa? Mình đã bớt nóng chưa? Vì lúc đó là còn đi học nên mình cũng chưa suy nghĩ nhiều. Còn bây giờ là để đi làm rồi, mà cái ngành của em là bên dịch vụ nên em cũng kiềm chế được cái tính tình của mình. Tại vì gặp nhiều khách hàng. Nhưng mà chị cũng hơi lo chút rồi, bây giờ em bận quá vậy, nếu mà mình hẹn hò thì mình giờ thời gian nào dành cho bạn trai? Tại vì cái thời gian mà em đi làm như vậy á, là em không muốn tìm hiểu một mối quan hệ nào. Em lười yêu, lười tìm hiểu. Nếu mà bây giờ mà mình tìm được cái đối tượng phù hợp với mình thì tất nhiên em sẽ giao hòa cái công việc của mình lại. Ở dưới quê em, độ tuổi của em thì hàng xóm xung quanh bảo là em ế rồi. Vậy mới nhờ tới chương trình ha. Không sao, ngày hôm nay cố gắng nha. Bạn trai, tình trường của em thì sao nè? Thời sinh viên thì em cũng trải qua một mối tình được một năm. Thì sau đó thì đi làm á, công việc nó lu bu với lại lười yêu nữa, nên là thành thử ra là chưa có quen ai một cách mà mình chỉ quen cái kiểu dạng như là xã giao thôi. Chưa có mối tình nào sâu đậm lắm đúng không? Dạ dạ. Bởi vì hai bạn đều lười yêu hết. Hôm nay cố gắng chúng tôi sẽ không cho các bạn lười yêu nữa. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mọi người nhận xét em là hiền lành, rồi thật thà. Còn điểm yếu của em thì không có dứt khoát. Mình nhìn một cái vấn đề gì đó mình phải nhìn trước nhìn sau, xem là đó đúng hay sai. Cái đó là nó có một cái điểm yếu của em. Ủa là sao? Nhìn trước là sao? Là mình thấy gì hết là sao? Là mình kiểu như là ai mà nóng tính với anh chẳng hạn thì anh sạc lại liền. Nhưng mà em thì không có. Em thì ngẫm nghĩ lại. Có đâu phải điểm yếu đâu. Có đó sự kiên nhẫn, nhường nhịn. Có đó là tốt đó em. Nhiều khi người ta nói xong em sạc lại liền, tức là cái đó là không tốt. Như cái đó thì nếu mà đàn ông thì nên như vậy. Ủa, không nên sạc lại luôn hả? Phải đâu, vì là tốt đó. Dạ em cảm ơn. Dạ. Rồi bây giờ mình muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, đưa ra một cái vấn đề gì đó thì hai đứa cùng có thể là chia sẻ với nhau, chứ không có kiểu như là át ai cả. Rồi nếu mà khi mà không thống nhất gì đấy thì mình có thể là tham khảo ý kiến của người thân. Coi như bình đẳng với nhau ha. Dạ, bình đẳng. Không có gia trưởng ở đây, cái này hay lắm á. Dạ. Rồi về ngoại hình thì sao? Em có mẫu hình nào lý tưởng không? Mẫu hình lý tưởng của em là xinh giống như Cát Tường ấy. Cảm ơn em. Anh ơi, da ngâm được không anh? Anh không quan trọng màu da em ạ. Rồi. Dạ. Em muốn tìm cái người bạn trai có những cái đặc điểm như thế nào? Dạ, em muốn người đó chững chạc hơn em, điềm tĩnh. Và khi mà em có một cái vấn đề gì đó như là em nóng tính lên một cái sự việc gì đó thì anh cũng phải là người tìm hiểu lý do tại sao em như vậy, chứ không phải là im im lìm lìm rồi cứ để vậy đi luôn. Anh đi luôn đó, đi luôn để suy nghĩ. Anh này kiên nhẫn lắm, yên tâm. Anh có thể là giúp em trong cái khoản mà kiềm chế cái sự nóng giận của em. Dạ vâng ạ. Gì nữa không em? với lại là bạn đó không có bánh bèo. Bánh bèo không thích chay bánh bèo. Bánh bèo làm sao em? Là không có chính kiến ở trong cái một cái quyết định nào đó thì em không thích. Khi ta nhường em rồi sao? Dạ. Rồi em có thích về cái ngoại hình như thế nào? Ngoại hình á thì em cực kỳ có ấn tượng với bạn trai mà mặc áo sơ mi và quần tây, là cao trên 1m7. Tại vì em cao hết 1m64 rồi. Cao có mang cao, dài lên nữa, 5 phân nữa. Áo sơ mi có áo sơ mi, quần jean được không? Không có quần tây, mặc quần jean cũng được. Chừng nào có cái dịp gì đặc biệt người ta bận quần tây áo vest luôn. Bình thường đi tham gia chương trình cho nó năng động mình mặc quần jean được rồi ha. Quần áo không nói lên tính cách của con người đâu em. Rồi, chào em. Dạ. Hiền khô hả? Hiền khô ha. Ừ. Kế hoạch của em khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Hai đứa đồng ý thì có thể sang năm. Em cũng đã có một số vốn. Ừ. Và cũng nhờ sự hỗ trợ của gia đình cũng có nhà cửa đàng hoàng rồi. Ừ, vậy là sau này mình lập nghiệp hai vợ chồng ở riêng hay là có phải ở chung với ba mẹ làm dâu gì không em? Bố mẹ em rất là thoải mái, cho ở riêng để cho nó tự do thoải mái. Bạn bên kia rất là nóng á, nóng quá la bạn hoài sao chịu được không? Nếu mà la em hoài thì em sẽ có nhờ sự trợ giúp của bên bố mẹ em và bố mẹ bạn đấy. Hay được, quá được luôn chứ. Quá được la tao hoài tao mét ba mẹ liền chứ. Mét ba mẹ hai bên ha. Chưa có đàn ông nào vậy hết trơn á, dễ thương hiền. Em bây giờ em nghe em thấy bạn trai mình nói làm sao? Dạ có chính kiến. Mà dễ thương lắm nha, rất hiền luôn á, hiền khô luôn. Bảo đảm nửa về mang hiếp anh ấy á. Em cũng hiền lắm. Anh nghĩ anh bên đây có những thứ điều sẽ bổ sung từ em đó. Anh thì hiền, kiên nhẫn ha, tính đàn ông vậy tốt rồi. Em bổ sung vô cái mạnh mẽ hơn nữa là được. Rồi, nếu mà được khi nào đám cưới? Em tìm hiểu nếu mà hợp khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi. Được rồi. Thấy cũng ổn đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với Thím và hai bạn gái. Xin chào chương trình, xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Và chào khán giả ở trường quay. Tình hình sao Thím? Thím thấy là người nam rất là hiền lành và rất là thiện cảm. Dạ con chào Thím ạ. Con rất là cảm ơn khi mà Thím nhận xét về con như vậy. Nếu mà có điều kiện thì cho phép con được làm quen với em đấy, để tạo ra một cái cơ hội để hai chúng con làm quen với nhau. Dạ con xin cảm ơn. Rồi em đi với ai? Em đi với mẹ, với hai đồng nghiệp của em ạ. Có mẹ ha. Dạ cho gặp mẹ. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường xinh đẹp, và chào các quý vị khán giả. Theo cháu Thảo của tôi ấy, thì cháu rất là hiền lành, thật thà. Cái điểm yếu của cháu á là cháu. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Cũng hay vầy và đấy, không có gọn gàng, coi như là đều dựa cho mẹ. Đi làm về là chỉ biết đi làm thôi, chứ còn công việc ở nhà là dựa cho mẹ hết. Sau này có vợ lo anh. Về cháu bên đây thì cháu rất là hiền lành, dễ thương. Cô cũng rất cảm tình với cháu rồi đấy. Em chào cô đi. Em nói vài câu gì với cô đi em. Con chào cô ạ. Nếu như mà con và anh Thảo có duyên thì con cũng hy vọng là sẽ tiến tới xa hơn và đến nhà để thăm cô nhiều hơn. Rồi, cô cảm ơn. Nào, bây giờ kéo màn lên. Giây phút quan trọng nha. Anh thấy em rất là dễ thương, ngoài sức tưởng tượng của anh. Em cũng vậy. Anh ơi, anh có thích con gái miền Tây không? Con gái miền Tây rất là dễ thương em, rất là hay chiều chồng, hay nũng nịu, rất là dễ thương. Cũng hơi hung dữ đó anh. Hung dữ hả? Hung dữ thì sau này anh sẽ cố gắng mà kiềm chế em lại. Nếu mà hẹn hò thì anh sẽ dẫn em đến cầu bánh sao, hoặc ra công viên, hoặc là uống cà phê ở trên cao. Hy vọng là em sẽ thích nếu mà chúng ta hẹn hò những cái chỗ đấy. Em rất là thích đi uống cà phê ở xung quanh thành phố mà những cái view đẹp. Nếu mà anh mà hơi hiền quá đó, em có thích những người hiền như anh không, hay là lúc nãy em có nói là em thích người điềm tính, anh hiền không sao. Cái này về em nếu mà có cơ hội em sẽ chỉ dần dần cho anh sẽ không hiền nữa. Dạ. Tính giáo dục dữ lên trời. Em hỏi thêm về anh gì không? Anh có thích đi xem phim không? Có chứ. Anh có thích xem phim ma không? Phim ma? Tại em thích xem phim ma lắm. Mà mỗi lần mà xem phim ma là em nhắm mắt không à? Vô xem phim nhắm mắt xem gì? Anh rất thích là miền Tây, nên nếu mà quen em thì anh rất là muốn về thăm gia đình để thấy cái cảnh sông nước miền Tây. Anh rất là nó rất là yên bình. Hả? Anh có về miền Tây lần nào chưa? Miền Tây anh về rồi, về nhiều lần rồi. Ngày xưa đi Bạn Thái Sơn rồi anh có về anh ghé thăm bao giờ chưa? Cái đấy thì anh chưa đi, nhưng mai mốt em sẽ dẫn anh đi chứ. Được, hướng dẫn viên miễn phí. Cảm ơn em. Anh có thể mời em điệu xì lô rất là dễ thôi. Dạ. Em không biết nhảy. Âm nhạc. Em không biết nhảy. Không, em bám vào nào. Okay. Em đi theo bước anh nha. Rồi, đi qua. Ok. Đưa qua, đưa lên. Đó. Okay. Đưa qua đây. Này sàn lúa chứ nhảy gì. Ngước nhìn lên em, đâu cần nhìn xuống chân đâu. Đừng nhìn chân. Em không thấy. Đi theo anh rồi. Ok. Từ từ thôi. Nhìn vào anh. Mềm mại một xíu là được rồi, du dương theo. Được rồi anh Thảo. Rồi, nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Rồi, ok. Xin cảm ơn. Một chút cảm giác về nhau. Bao nhiêu đó là cảm nhận rồi ha. Đúng rồi. Anh thấy em rất là dễ thương. Mình đến